về nghi can trong vụ án giết người và tội xâm phạm thi thể xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, ông Ngô Đức Tuấn giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết bác sĩ danh sơn hiện đang công tác tại đơn vị này. Ông Tuấn bày tỏ đồng thời khẳng định giữa sơn và nạn nhân là mối quan hệ cá nhân. Trước tiên tôi gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Bệnh viện đã hoàn toàn bất ngờ trước thông tin bác sĩ sơn gây ra vụ án mạng và chúng tôi lên án mạnh mẽ hành vi của vị bác sĩ này. Bác sĩ Sơn có khoảng 8 năm công tác tại bệnh viện, được đánh giá là một bác sĩ tốt, chuyên môn cao và rất hiền lành. Tuy nhiên, bệnh viện hoàn toàn không nắm được thông tin về đời tư hay các mối quan hệ cá nhân bên ngoài của Sơn. Theo ông Tuấn, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, ban lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an điều tra làm rõ. Công an cũng đã xác định hiện trường gây án là một phòng nghỉ của bác sĩ tại bệnh viện. Hôm xảy ra sự việc là thứ bảy, cũng là ngày nghỉ tại bệnh viện. Trong thời gian công tác, bác sĩ Sơn làm việc một cách bình thường được đánh giá về mặt công việc rất tốt. Còn quan hệ cá nhân mỗi người là khác, tôi không thể biết. Ông cho biết thêm, bác sĩ Sơn được đánh giá là một bác sĩ tốt, chuyên môn cao và mọi người rất bất ngờ trước thông tin về vụ án. Nhiều đồng nghiệp của bác sĩ Danh Sơn cho biết, bác sĩ này làm ở bệnh viện khoảng 7 năm là một người ít nói. Bác sĩ Danh Sơn có vợ cùng công tác tại bệnh viện. Riêng nạn nhân không phải là nhân viên của bệnh viện. Như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin, trước đó ngày 16 tháng 4, gia đình chị TTBN, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa đăng tải thông tin tìm kiếm người phụ nữ trên các hội nhóm xã hội. Sau đó 3 ngày, người nhà cũng đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc mất tích của chị N. Tiếp nhận thông tin, công an vào cuộc xác minh, điều tra và xác định nạn nhân mất tích có liên quan đến một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nên đã triệu tập đối tượng lên làm việc. Qua điều tra ban đầu, Sơn khai nhận có quan hệ tình cảm với chị N. Tuy nhiên, cả hai đều đã có gia đình riêng. Trưa ngày 13 tháng 4, chị N đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tìm Sơn để nói chuyện. Tại phòng nghỉ của bác sĩ, chị N than mệt nên được Sơn chuyển nước tại phòng riêng. Trong quá trình chuyển nước, Sơn nghĩ đến mâu thuẫn giữa bản thân và người tình không thể giải quyết được. Do đó, Sơn đã thêm thuốc an thần và bình truyền nước vượt cấp nhiều lần, mục đích làm cho nạn nhân tử vong khi xác định chị n đã tử vong sơn tiến hành phân xác nạn nhân thanh nhơ mảnh rồi phi tang tại nhiều địa điểm khác nhau trên thành phố biên hòa và huyện vĩnh cửu đồng nai khi làm việc với cơ quan chức năng sơn đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và quanh co chối tội nhằm che giấu hành vi phạm tội tuy nhiên công an xác định giữa sơn và nạn nhân thường xuyên liên lạc với nhau đặc biệt vào ngày mất tích nạn nhân có liên lạc với sơn qua điện thoại biết không thể chối tội sơn đã khai nhận hành vi giết chị n rồi phân xác phi tang Đến ngày 26 tháng 4, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Sơn, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của nghi can, thu giữ một khẩu súng có 5 viên đạn và hai chiếc nhẫn vàng. Đồng thời, phòng cảnh sát hình sự đã áp giải đối tượng đến các địa điểm phi tang các phần thi thể của nạn nhân để tìm những phần cơ thể của chị N mà đối tượng đã cất giấu. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hại quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Không chỉ hành vi là tàn ác mà còn mất hết nhân tính. Không chỉ xâm phạm đến tính mạng của nạn nhân mà còn xâm hại đến thi thể của nạn nhân sau khi chết. Nếu lời khai ban đầu của danh Sơn là đúng, hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Mà hành vi tức đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Theo đó, đối tượng danh Sơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người, quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đề hèn thực hiện phạm tội một cách man dợ. Với tội danh giết người, với nhiều tình tiết tăng nặng, theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, hình phạt nghi phạm sẽ phải đối mặt là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, kết quả điều tra cho thấy, đối tượng không chỉ thực hiện hành vi giết người mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong thì sẽ bị xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể người khác, quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự. Theo đó, điều 319 Bộ luật hình sự quy định Người nào đào phá mộ mả, chiếm đoạt những đồ vật ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả hài cốt thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Với hành vi phân xác để phi tang, nhằm xóa dấu vết có dấu hiệu nghi phạm đã có hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm, đây là một trong những tình tiết tăng nặng theo quy định tại điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguồn gốc khẩu súng thu giữ được tại nhà của đối tượng danh Sơn. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy khẩu súng côn là một loại vũ khí quân dụng thì đối tượng này còn bị xử lý thêm một tội danh khác là tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng được quy định tại Điều 304 Bộ Luật hình sự năm 2015. Theo đó, khung phạt dành cho tội danh này có thể là phạt tù từ 1 năm đến 7 năm, bổ sung phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Hình phạt cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù, không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định. Ngoài việc bị xử lý hình sự, đối tượng danh sơn còn phải buộc bồi thường trách nhiệm dân sự là toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí về mai táng, nghĩa vụ cấp dưỡng cho người nhà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng và những chi phí khác. Vụ án này lại một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn trong xã hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai. Để giảm thiểu những vụ án mạng đau lòng như trên, luật sư thái cho rằng phải tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, chấp hành pháp luật của công dân. Liên tục trong những ngày qua đã xảy ra các vụ án mạng mà sát nhân là người yêu bạn trai cũ, thay vì chấp nhận chia tay trong êm thấm, nhiều người đã trở thành kẻ giết người bị cả xã hội lên án. Theo phân tích của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, trong số các vụ án giết người vì nguyên nhân xã hội, vụ giết người do mâu thuẫn tình ái chiếm tới 9%, trong đó chủ yếu xuất phát từ những ghen tuông mù quáng, vô cớ trong tình yêu nam nữ, sự xuống cấp về đạo đức lối sống. Bi kịch xảy ra đối với những nhóm đối tượng còn trẻ, sự hiểu biết về pháp luật còn rất hạn chế. Để hạn chế tối đa những vụ án thương tâm như vậy, thiết nghĩ cần phải có sự chung tay của gia đình, xã hội và mỗi cá nhân cần biết chế ngự, hóa giải mọi mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, tránh để tích tụ lâu dài, dẫn tới thù hận và sinh ra vi phạm pháp luật. Đành rằng trong tình yêu, chuyện ghen tuông là không thể tránh khỏi, vì càng yêu nhiều thì càng ghen nhiều. Tuy nhiên, việc ghen tuông nam nữ và việc vi phạm pháp luật là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Trong tình yêu, ghen tuông vừa phải có thể giúp mối quan hệ giữa hai người gắn kết hơn nhưng khi đã có hành vi vi phạm pháp luật chuyện không đơn giản chỉ là hành động để thỏa mãn cơn ghen nữa đối tượng nào vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật trừng phạt yêu rồi khó chia tay chấm dứt tình cảm là bị đối phương đe dọa sức khỏe tính mạng là thực tế nhiều phụ nữ phải đối mặt từ bé con trẻ được học rất nhiều thứ nhiều kiến thức nhưng ít được học về việc cần kề với tình yêu trong đó cả việc học cách yêu một người lẫn cách chia tay một người Việc người trưởng thành không thiếu những cách khóa học, cách mô thức, phô trường kỹ năng thu hút, chinh phục người khác giới, hạ cục trang sau lần gặp mặt đầu tiên, đốn tim nàng chỉ bằng một cuộc hẹn hò. Như vậy, cuộc đời chỉ tính bằng con đường màu hồng, không ai dạy nhau cách chia tay. Đối với phái nam cũng không được dạy rằng khi hết tình cảm, chia tay là việc tốt cho cả hai và là nhu cầu chính đáng của đối phương. Phái nữ với những đặc điểm đặc trưng, yếu thế về thể hình, sức khỏe cũng lại được ít chỉ dẫn về cách chia tay, làm sao để bảo vệ bản thân. Trước tình trạng chết vì chia tay trong mối quan hệ cả nam và nữ, cách đây không lâu, Trung tâm Giáo dục và Truyền thông Sức khỏe Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức buổi sinh hoạt với chuyên đề chia tay sao cho an toàn. Các chuyên gia tâm lý cũng nhấn mạnh cách ứng phó hiệu quả nhất là chọn người mà yêu, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tuy nhiên, đời không ai nói được chữ ngờ, có nhiều người đã trải qua thời gian yêu đương thấm thiết mới bộc lộ bản chất. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, công ty tư vấn và đào tạo ý tưởng Việt chia sẻ, nhiều vụ án xảy ra sau lời chia tay, do kẻ gây án không biết kiềm chế cảm xúc, để phần con lên át phần người. Nhưng đây cũng là một bài học mỗi người cần phải chú ý đến việc tìm cách rút lui an toàn bằng cách chia tay đúng cách, bất kể lứa tuổi nào. Khi chia tay, tuyệt đối không xúc phạm đối phương, không kể lệ thói hư tật xấu của họ, không khiêu khích, không so sánh họ với những người khác. Đặc biệt, không được nhắc đến chuyện người thứ ba, kể cả việc đó là nguyên nhân bạn muốn chia tay học chia tay là học cách nói lời rút lui tránh để đối phương quá tổn thương uất đức, dẫn tới thù hận và muốn trả thù ngoài ra chia tay cũng cần phải chọn đúng thời điểm đừng dại dột nói lời chia tay khi cuộc sống của đối phương đang rơi vào những lúc cố sóc tinh thần như bị đuổi việc thi rớt người thân mất trong những hoàn cảnh đó con người có thể mất tinh thần tâm lý bất ổn lời chia tay có thể tạo thành vết thương rất lớn gieo thành thù hận kể cả điểm hẹn cách gặp cỡ, trò chuyện khi mối quan hệ giận nứt cũng phải được cân nhắc tính toán một cách tỉnh táo Chuyên gia tâm lý này cũng nhắn nhủ người bị chia tay khi tất tình, ai cũng buồn nhưng hãy học cách chấp nhận sự thật. Học cách suy nghĩ đơn giản, không cố bới móc tìm lý do tại sao tàn vỡ rồi, dằn vặt mình thêm và cần phải hiểu rằng chia tay không có nghĩa là mọi thứ kết thúc mà có khi là cơ hội cho cả hai đến với những điều tốt đẹp hơn. Và sau hết, cuộc sống còn nhiều vì lẽ, không chỉ vì mỗi tình yêu nam nữ.